Anh ơi, hôm qua anh nói cấu hình máy tính dùng main chip gì cho mượt anh nhỉ? Anh nói nhanh quá em không nhớ. Rồi ok, anh sẽ cho em một um, bộ cấu hình PC có thể cân được Photoshop. Ok, ngon lành nha. Đây nhá, đây chính là cấu hình mà các bạn có thể mua được ở trong cái tầm giá nó là là 8 triệu cho các bạn nhá. 7 triệu 990 nghìn nha các bạn. Thì cái cấu hình này thì nó sẽ bao gồm là đây, anh em anh em có thể nhìn thấy chi tiết này. Đầu tiên thì sẽ là một con main nhá, main đến từ Asus này, main Prime H510F này. CPU thì sẽ là con Core i3 nhá, con này thì sẽ là 4 x 8 luồng và bên cạnh nó thì chúng ta sẽ có SD, SSD, SSD 240 GB anh em chạy thoải mái cùng với lại một con card màn hình RX 550 cộng với một con RAM 8 GB. cộng với cái nguồn của nó là 550 nhá, cộng với cái vỏ đây, anh em có thể thấy là cả một cái nguyên cái combo này giá là 8 triệu anh em có thể mua thêm một cây giam nữa giam 8 g để chúng ta có thể là làm vô sút nó ngon lành hơn mượt mà hơn nha các bạn đấy đây là toàn bộ cấu hình của chúng ta này đó anh em nhá đây có thể là anh em có thể lựa chọn cả vỏ trắng nữa thì cái vỏ trắng đây và cái vỏ đen thì nó có ba fan nha các bạn đấy, cái này thì tùy anh em thôi cái này thì anh em có thể mua thêm fan hoặc là các thứ nữa vào là chạy ngon lành luôn, luôn nha các bạn nhé.